Cả nhà ơi, sở hữu xe chia ngay lập tức thôi nào cả nhà. Thì hôm nay Lan sẽ quay toàn là những cái màu xe mà nó thấy là có 2-3-4 màu thôi, nhưng mà qua những cái mẫu cửa hàng nó sơn là những cái mẫu mà bán chạy nhất, trong đó có màu xanh candy và màu đỏ candy và màu xám tím đen, tím iPhone là ba cái màu bán hot hit nhất trong thời điểm hiện tại. Thì Lan đang ngồi trên một em xe màu xanh candy nè cả nhà. Xe chia hiện nay giá thì tầm 45,5 triệu, gọi trước thì được giảm 2 là còn 43,5 triệu, chạy trước từ 6 triệu là có thể lên hồ sơ, chỉ cần mang căn cước không gian gắn chip là có thể hỗ trợ bảo độ cho cả nhà rồi nè. Và em xe này thì là một em xe sơn tại cửa hàng của Lan nhé, màu rất là đẹp luôn, thiết kế sơn cũng cực kỳ là cầu kỳ và bảo hành sơn cho cả nhà mình từ 1 đến 2 năm. Và hiện nay Lan sẽ có thêm những cái em xe xe chia màu đỏ candy nè. Đợt này bán xe chia Raider đỏ candy nhiều nên là cửa hàng sơn sẵn lên để mà anh chị em mình lên là rước xe về luôn, tết nhất là không chờ đợi gì hết nữa ha, có đầy đủ hết rồi nè. Sắm xe đón Tết bây giờ là cơ hội để anh chị em mình mua xe kỳ biển số nha. Chứ năm nay là Lan thấy biển số làm nó khó khăn hơn những năm trước đó, biển số về xã đó. Cho nên là mọi người tranh thủ mua sớm để có biển số Tết mình chạy đi chơi cho nó an tâm nhé. Và đây là sẽ có những cái màu mọi người thấy không? Sachi Rider được màu tím nè, màu vàng nè, màu xanh xi măng nè, màu xanh lục bảo. Rất là nhiều màu luôn, chạy trước từ 6 đến 7 triệu là có thể lên hồ sơ. Và cửa hàng của Lan thì gần khu du lịch Đại Nam á. Anh chị em mình ở những khu vực nơi xa thì liên hệ nhé. Lan phải hỗ trợ là ship xe về nhà cho cả nhà nữa. Cho nên là mọi người cứ mạnh dạn alo Lan lên cửa hàng mua xe và Lan sẽ hỗ trợ trực tiếp sang xe đi lại cho cả nhà mình nhé.